máy xé khô đa năng, hiệu suất cao, tiết kiệm thời gian, an toàn thực phẩm. Vina Organic giới thiệu máy xé khô đa năng, máy đang rất được khách hàng ưa chuộng và tin dùng. Máy được làm từ vật liệu chính là inox không dĩ 304, sáng bóng, siêu bền, có tính thẩm mỹ cao. Với khả năng xé khô gà, bò, heo và khô trâu một cách dễ dàng, máy xé khô đa năng là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Một trong những chức năng đáng chú ý của máy xé khô đa năng chính là xé khô gà, máy xé một cách nhanh chóng và dễ dàng. Máy có khả năng điều chỉnh kích thước sợi theo yêu cầu, giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất. Máy được bao phủ bề mặt và động cơ để đảm bảo an toàn khi vận hành. Máy có thể hoạt động liên tục và bền bỉ, giảm thời gian bảo trì và tăng tuổi thọ sản phẩm. Máy xé thịt nhanh và đồng đều, giúp tăng độ chính xác của quá trình sản xuất. Ngoài chức năng xé khô gà, máy xé khô đa năng còn cho phép bạn xé khô bò một cách dễ dàng và hiệu quả. Máy có cửa nhập xả liệu được thiết kế phù hợp, giúp việc cho nguyên liệu vào và lấy ra rất dễ dàng. Máy có trang bị bánh xe chịu lực phía bên dưới, giúp cho việc di chuyển dễ dàng và tiện lợi trong không gian sản xuất của bạn. Máy xé khô đa năng cho năng suất lên đến 200 kg/giờ. Rất ấn tượng phải không nào? Máy rất tiết kiệm điện năng, chỉ tiêu thụ 1,5 kW khi hoạt động liên tục trong 1 giờ. Cùng với khả năng xé khô gà và khô bò, máy xé khô đa năng còn cho phép bạn xé khô heo một cách dễ dàng và tiện lợi. Máy giúp tiết kiệm nhân công và dễ dàng sử dụng cũng như vệ sinh, giúp tăng năng suất và giảm thời gian cho quá trình sản xuất. Máy phù hợp với mọi quy mô sản xuất từ nhỏ tới lớn. Máy có giá cả hợp lý và có nhiều ưu đãi khi mua, giúp tối ưu hóa chi phí sản xuất. Nếu các bạn quan tâm đến máy xé khô đa năng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay số hotline được hiển thị trên màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!